cơn mưa rơi nắng hạn, người dân khắp nơi thở than, mẹ bảo ta rằng cần thương nhau. Và rồi đến ngày nay, khi miền Trung bão lũ, người dân cả nước cùng hướng về, nghệ sĩ đứng lên kêu gọi tài khoản đây mời bà con chuyển tiền ngay. Tiền vô cư như nước, tình 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 tình, vài ngày đã được mấy chục tỷ đồng chuyển tiền chẳng mấy nghĩ suy. Một niềm tin đặt vô đây nơi nghệ sĩ, nào là anh Trần Thanh, rồi là chị Thuy Tiên, rồi có cả chú Hoài Linh kia, rồi có anh Đăng Vinh Hưng, cả showbiz cùng kêu gọi từ thiện. Kêu gọi tiền có thế thôi, nhưng mà không sao kể đâu nhé, lũ quên qua đi ta thấy quên luôn giấy. Anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay thì tiếp tục một cái chương trình về bàn luận về chuyện từ thiện của các nghệ sĩ, khi mà lá đơn của nghệ sĩ Hoài Linh đã tố cáo cô Nguyễn Phương Hằng về cái việc là xâm phạm đến quyền và lợi ích cá nhân trong bộ luật hình sự điều 331. Thì như chúng ta đã biết, rất nhiều cô chú anh chị và các bạn đã đều rất bức xúc. Tại sao khi cô Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo một cái việc đúng như vậy, đó chính là tiền từ thiện vô cùng là nhập nhằng, thậm chí là bị ỉm đi đến hơn nửa năm trời. Nhưng tại sao cuối cùng thì Hoài Linh lại kiện ngược lại, rồi rất nhiều câu hỏi. Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính xin dành video này để trả lời những cái thắc mắc từ cô chú, anh chị, khán giả gửi đến cho Phúc Tài Chính. Và chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên, đến từ anh Quân Phạm. Ủng hộ kênh em Phúc Tài Chính, em đã sáng tác bài vè và đọc hay quá, nội dung rất hay, tuyệt vời luôn đấy, em xin cảm ơn. Và câu hỏi của anh đó chính là: nhưng tại sao Hoài Linh vô tội vậy? Chúc Phúc Tài Chính và Nguyễn Phương Hằng luôn mạnh khỏe và bình an nhé. Thì Phúc Tài Chính xin trả lời câu hỏi của anh. Với nhiều người và thậm chí là đang bị cánh nghệ sĩ dẫn dắt, đó chính là khi mà Bộ Công an và Bộ Tài chính đã thông báo và tổng kết lại rằng là nghệ sĩ là không ăn chặn đồng nào cả, thì lập tức là truyền thông, rồi là các nghệ sĩ thuê truyền thông để tẩy trắng. Họ tẩy trắng rằng là à đấy, thấy chưa, Bộ Công an, Bộ Tài chính nói rằng là chúng tôi không ăn chặn, chúng tôi không ăn đồng nào của nhân dân cả, nên là chúng tôi vô tội. Điều này là điều đánh tráo khái niệm và không hề đúng một chút nào. Ông không ăn chặn không có nghĩa là ông không có tội. Chúng ta hãy quay trở lại chuyện của cách đây hơn một năm rưỡi rồi. Đó chính là khi đó không hề có cái luật về cái chuyện từ thiện này. Mà nói thật với cô chú anh chị và các bạn này, với những cái kiểu mà kêu gọi lên hàng chục tỷ đồng như thế này, hàng trăm tỷ đồng như thế này, thì thậm chí cánh nghệ sĩ họ còn tìm hiểu luật trước, họ xem có cái kẽ hở luật pháp không để họ làm, để tránh vào pháp lý. Và khi đó chưa hề có một cái luật nào về luật từ thiện. Vì vậy nên họ làm búa xua như vậy. Vậy thì khi Bộ Công an và Bộ Tài chính vào điều tra, thì kết luận cuối cùng là ông không ăn chặn đồng nào. Tuy nhiên thì không phải là điều tra 1-2 ngày là ra, mà đó là cả một cái quá trình, một những cái tháng rất là lâu. Vì vậy nên chỉ cần khi Bộ Tài chính và Bộ Công an vào điều tra, thì là các nghệ sĩ là họ đã giải ngân hết là được, tiền chỉ cần chuyển hết là được.
Bởi vì khi Bộ Tài chính và Bộ Công an vào điều tra thì cái chuyện từ thiện này nó đã sau đó là hơn một năm rồi. Thì cho dù mình giả sử như các nghệ sĩ có ỉm tiền ở đấy một năm trời không đưa cho người dân, nhưng mà trước khi Bộ Công an và Bộ Tài chính vào điều tra, chỉ cần họ giải ngân hết là được. Bởi vì khi đó không có một cái luật nào cả. Không có một cái luật nào thì họ làm như nào chả được. Giống như không có một cái luật đi làm lúc mấy giờ thì đi làm lúc mấy giờ mà chả được. Đấy, vì vậy nên khi mà Bộ Công an và Bộ Tài chính vào điều tra thì là họ chỉ cần giải ngân hết trước hết là được. Và có một điều đó chính là ngay cả khi mà Bộ Tài chính và Bộ Công an vào điều tra, người ta thấy là trong quá trình mà thu thập rồi điều tra, chúng tôi thấy một điều rằng là cái huyện này, cái xã này chỉ có được có 3-4 tỷ thôi, nhưng mà trên giấy tờ nó lại chênh lệch lên là 10 tỷ chẳng hạn, thì bắt buộc là cái hóa đơn, cái chứng từ nào, cái giấy nào nó không hợp lý, nghệ sĩ bắt buộc là phải đền bù vào. Đền bù vào và cái giấy này không hợp lý, đền bù vào, vậy là ok, xong. Chỉ cần là ok, khắc phục các thứ vậy là được. Bởi vì là nó có thể lý do thế này thế kia, chứ cái chuyện từ thiện một năm trước điều tra rồi là ký tá thì không có, thì nói thật là khó mà lòng mà một cách chính xác được. Tuy nhiên thì khi có thấy, giả sử như tôi thấy cái giấy tờ này của Thủy Tiên này lại là khoảng này, rồi thế này thế kia đấy, rồi là nếu như có một cái sự chênh lệch quá lớn thì chỉ cần là họ đền bù và họ khắc phục vào là được. Và khi đó là đấy, là khắc phục, vậy là xong. Và mình tin rằng là trước khi Bộ Công an và Bộ Tài chính vào thì chắc chắn là các nghệ sĩ đã giải ngân hết rồi. Hồi đấy những cái nghệ sĩ trẻ mà kêu gọi ít ít như kiểu Eric mấy người đấy, là coi như là cũng tự giác lên nói đây, bọn em ngày trước là có kêu gọi được bằng này, bây giờ còn vài trăm triệu thì bọn em tiếp tục đi làm hết như vậy, chỉ cần cứ giải ngân hết là được. Vì vậy nên cái kết luận cuối cùng là nghệ sĩ không ăn đồng nào, không ăn chặn từ thiện, bởi vì là không có một cái khoảng thời gian theo cái luật pháp quy định, chỉ cần là người ta cứ giải ngân hết là được. Và đến thời điểm mà Bộ Công an và Bộ Tài chính tuyên bố cái điều đấy thì chúng ta yên tâm một điều rằng là tiền đã chuyển về đủ đến tay người dân. Còn là trong cái quá trình đấy nó có thể xảy ra những việc như là ông ỉm tiền 6-7 tháng rồi là bắt đầu là ông nôn ra để ông đi từ thiện tiếp. Hay là trong quá trình từ thiện có cái giấy tờ nào không hợp lý thì ông phải đền bù vào để ông tiếp tục ông đi làm từ thiện cái khoản tiền đấy. Đấy, thì không có cái luật pháp để mà bây giờ như cô chú thấy đấy, đứng trên tòa thì các luật sư phải nói là theo điều này, theo luật này, tòa án cũng nói là theo điều này, theo khoản này ở trong cái bộ luật này. Nhưng mà bây giờ có luật pháp đâu mà làm, thì tất cả chỉ đơn giản là đấy. Ông cứ làm thì ông làm từ thiện trước khi mà Bộ Công an, Bộ Tài chính vào là được. Và mình tin là Bộ Công an, Bộ Tài chính mà đánh tiếng vào thì các nghệ sĩ là coi như chỉ trong phút mốt là giải ngân xong. Như Hoài Linh đấy, phút mốt là giải ngân xong. Vì vậy nên là ở cái vấn đề luật pháp thì là các nghệ sĩ không dính, bởi vì có luật đâu mà dính. Nhưng mà trong lòng người dân thì chắc chắn một điều là nghệ sĩ đã làm sai rồi. Chỉ cần ông cứ giấu giấy tờ, giấu sai kê cả năm trời là ông đã sai rồi. Cái này là sai là chắc chắn. Đấy, chứ còn là đâu phải là cứ Bộ Công an, Bộ Tài chính tuyên bố là ông không ngăn chặn, chẳng qua là ông đưa hết tiền cho người dân rồi. Vậy là chúng ta yên tâm. Vì vậy nên cái riêng cái kèo này thì mình thấy là người dân là được lợi. Và tiếp tục đến với câu comment số 2. Mình thấy là các cô, các chú là gừng càng già càng cay. Thì có chú Quyết Tiến Lê có comment là Phúc Tài chính đặt bài về hay, sát thực tế rất đúng, nhưng hơi quá, cho anh mượn tạm trong lúc ngặt khoảng 1 năm, khi hết nghèo thì sẽ trả. Tức là chú ý muốn nói một điều là gì? Là khi mà bão lũ đến ấy, thì Hoài Linh lại mượn cái số tiền đó trong lúc ngặt. Và đến khi mà 6 tháng sau là người dân cũng hết nghèo rồi thì bắt đầu là ông Hoài Linh ông mới đi từ thiện. Đấy, trong lòng người dân chắc chắn là nghệ sĩ vẫn có lỗi. Và luật pháp có thể là để một cái lỗ hổng để cho nghệ sĩ thoát được. Chứ còn nói thật như bây giờ nhá, mà Hoài Linh với Thủy Tiên với Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng làm y hệt giống cái mùa lũ 2020 đấy, thì thử hỏi xem là luật pháp có nghiêm trị không. Chắc chắn là sẽ nghiêm trị, bởi vì khi đó là có luật rồi.
Đúng không ạ? Vì vậy nên là đấy, luật pháp các ông có thể lọt nhưng mà với lòng dân thì khó lọt lắm. Bao nhiêu năm bia miệng vẫn không mòn. Khó lòng mà vừa rửa được những cái vết nhơ này. Tại vì sao? Ông làm ăn lươn lẹo và người dân hoàn toàn là người dân biết, chứ người dân không phải là không biết. Trong tiền bạc làm minh bạch nó dễ mà, chỉ có ông nào muốn thò tay làm tí thì nó mới khó thôi. Cuộc sống là vậy. Và có một câu hỏi tiếp theo từ chú hay cô là nữ Đặng này. Đúng là diễn viên hài, xin lỗi bà con do nhiều lý do chưa giải ngân hết tiền, thế không hiểu sao lại kiện Phương Hằng. Thì cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn như thế này. Với bản thân mình thì mình thấy một điều rằng, giả sử như một cái nghệ sĩ mà họ không bị ảnh hưởng nặng lắm giống như Trấn Thành thì họ sẽ không kiện. Bởi vì nếu như Trấn Thành bây giờ mà kiện, chắc chắn sẽ tạo ra một cái luồng dư luận cực kỳ lớn, và người dân lại nhắc tên anh ta, nhắc tên anh ta và chửi rủa anh ta cái việc làm từ thiện nó rất là vớ vẩn khôn lõi như vậy. Cái kiểu ở đâu lại cầm tiền từ thiện này, lúc đấy nước mắt ngắn dài, kiểu ở đâu lại đăng lên trên Facebook là nào là thương người dân lắm, không ngủ được, thương ơi là thương, đứng lên kêu gọi. Sau đó rồi là tiền cứ bắn cho người này người kia, xong đến lúc giấy tờ thì không đưa cho người dân. Chỉ có khôn lõi như vậy. Nhưng mà tuy nhiên thì Trấn Thành cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, quá nặng nề. Vì vậy nên là không kiện. Bởi vì riêng với Trấn Thành thì anh ta chỉ muốn quên đi thôi, chỉ muốn người dân là quên đi thôi là sẽ yên ổn. Chứ còn bây giờ mà kiện nữa là y kỳ cộng đồng lại chửi. Giống như cái hồi mà anh làm cái phim Hẻm Xéo Hẻm Cột ấy, đưa hình ảnh Diễm My vào xong rồi khịa rồi thế này thế kia, là cộng đồng người ta lãnh giấy lên người ta chửi. Thì với Trấn Thành chỉ muốn quên đi thôi. Nhưng mà còn với Hoài Linh thì Hoài Linh không được như Trấn Thành. Hoài Linh coi như mất hết. Mất hết cái kiểu mà người ta chửi cho, có thể là pháp luật có thể lọt lưới đấy, nhưng mà lòng dân làm sao mà lọt được. Đấy, nói chung là phải nói là giữ tiền của đồng bào trong những cái lúc như vậy ngang với róc xương róc thịt người ta thì không thể thoát được. Vì vậy nên là Hoài Linh mất hết rồi. Bây giờ chỉ còn cái cách cuối cùng là kiện. Kiện để làm gì? Để nói đấy, thấy chưa? Vì tôi oan nên tôi kiện để cho chứng minh cho mọi người biết là tôi là cái người vô tội. Kiện để mà lấy lại được. Như Trấn Thành bây giờ mà kiện thì sẽ mất nhiều hơn. Nhưng mà Hoài Linh còn gì để mất nữa đâu. Nên là kiện để ý là đấy, chúng tôi giống như kiểu Công Vinh với Thủy Tiên cũng thế. Chúng tôi kiện bởi vì chúng tôi không có gì cả, chúng tôi là người trong sạch. Nhưng mà tuy nhiên thì với Hoài Linh kiện thì bây giờ vẫn bị cộng đồng chửi nhiều. Đấy, bà con lên tiếng đây. Ủa, cái thằng ấy nó buồn cười thật ghê đó. Nó xin lỗi bà con chúng tôi, nó xin lỗi nhân dân chúng tôi. Nó ngồi, nó xin lỗi, nó nói, nó giải trình lý do là tại vì sao là chưa giải ngân kịp. Thế mà nó lại đi kiện Phương Hằng, là cái người mà lôi ra cái câu chuyện đấy. Vì vậy nên thế mới nói một điều rằng là trong lòng người dân ai là người chiến thắng thì cô chú anh chị và các bạn tự rõ. Chúng ta đều biết đáp án là gì. Vậy nên là cái câu chuyện này công nhận một điều rằng là cực kỳ là thiệt. Bởi vì bản thân mình biết một điều nhé. Nếu như không có cô Nguyễn Phương Hằng đứng ở đầu sóng ngọn gió và đỡ đạn như thế này thì chắc chắn là cái người đấy cũng có thể sẽ là mình. Cũng có thể sẽ là mình. Vì vậy nên là đấy là một cái sự hy sinh. Cũng nói thật với cô chú, nếu như không có cô Hằng đứng ở đầu sóng ngọn gió đỡ những cái lá đơn như vậy thì cũng có thể, có khi lại là một trong số chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng lên tiếng mạnh. Người ta cứ bảo cô Hằng chửi nghệ sĩ mạnh, chứ chúng ta chửi mạnh hơn ý. Chính người dân chúng ta chửi mạnh hơn. Nhiều khi cháu đọc những comment của các cô chú anh chị trên kênh mà cháu cũng phát rét cả lên. Ui dồi ôi, người ta phẫn nộ vô cùng nhiều, người ta chửi vô cùng nhiều. Nhưng cuối cùng thì người ta nói rồi, người lãnh đạo luôn là người phải chịu những vết thương cao nhất. Cái người đứng đầu luôn là cái người mà phải chịu nhiều những cái tổn thương nhất, nhiều cái áp lực nhất. Và bây giờ là coi như là cô Hằng cô ấy gánh chịu tất cả những cái nỗi đau đấy cho tất cả các YouTuber và cho cả cộng đồng những người đã lên tiếng cái chuyện khuất tất từ thiện này. Chứ nói thật, ngày đấy chúng ta cũng chửi ác, chúng ta chửi mạnh, chúng ta bức xúc, chúng ta chửi chứ.
Vì vậy nên là cái câu chuyện của các nghệ sĩ nó chẳng qua là họ cũng có thể họ nhìn thấy được là không có cái luật pháp ở cái chuyện từ thiện đấy nên họ mới làm búa xua. Chứ cái bọn nghệ sĩ nó cũng thông minh lắm, người cái có tiền chắc chắn là thông minh. Và thậm chí là họ có cả cái đội ngũ luật sư để tư vấn. Họ tư vấn hết bởi vì động tiền toàn tiền tỷ, như kiểu Thủy Tiên là 178 tỷ như thế này. Mà nếu như mà có luật pháp mà làm ăn lằng nhằng này là chúng nó chết ngay. Có luật pháp chúng nó không dám động. Bây giờ nó thật Hoài Linh với Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng đố đứng lên kêu gọi đây. Bây giờ làm ăn mà sổng ra độ mấy triệu là thôi xong ngay. Nhưng mà chúng nó biết trước là không có cái luật pháp như thế này. Không có cái luật pháp lúc ngày đó, không có cái luật về từ thiện nên mới dám làm như thế này và chúng nó lọt lưới. Người ta gọi là kẽ hở pháp luật đấy. Những cái người giỏi là người ta luôn nhìn ra những cái kẽ hở pháp luật, những kẽ hở luật, kẽ hở thuế rồi nhiều cái. Vì vậy nên là nhiều khi là đấy là cái chuyện như vậy. Nên là thế mới nói một điều rằng là cuối cùng thì là cộng đồng sẽ là những cái người mà thương cho những người lên tiếng. Và đấy là những cái chia sẻ của Phúc Tài Chính ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn tại những video tiếp theo. Và nếu như yêu thích video này thì cô chú, anh chị và các bạn có thể bấm like video, bấm chia sẻ video và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!